Rồi, ok, chào các bạn. Bài ngữ pháp tiếp theo đó là bài về trạng từ. Hôm bữa chúng ta học về tính từ rồi, bây giờ học về trạng từ. Cũng khá là đơn giản thôi, anh nói rồi. Học ngôn ngữ thì quan trọng là về từ vựng, với việc nghe nói thì nó mới khó thôi, còn cái kiến thức về ngữ pháp thì nó cũng không không khó lắm. Và thực ra ngữ pháp thì cũng chỉ trở nên dễ hiểu hơn khi mà chúng ta có từ vựng, tức là một cái câu viết ra các bạn đọc, các bạn có thể hiểu được người ta muốn nói gì, tức là các bạn biết từ vựng đó. Thì các bạn mới luận ra được cái ngữ pháp nó dễ dàng hơn, chứ còn nhìn câu vô mà còn không biết nó từ vựng sao, nghĩa làm sao thì các bạn cũng khó khó mà xử lý được những cái câu hỏi mà liên quan đến ngữ pháp ha. Đó. Nói chung là có nhiều từ vựng thì chúng ta sẽ xử lý những cái bài tập nó dễ dàng hơn. Rồi, trở lại với bài học thì trong bài trạng từ này chúng ta cũng sẽ có ba cái điểm. Ba cái mục mà chúng ta cần tìm hiểu đó là thứ nhất là khái niệm và phân loại, đúng không? Chúng ta đi phân loại và chúng ta sẽ nói về cái khái niệm của chúng luôn. Rồi cái thứ hai đó là cách thành lập trạng từ, và cái thứ ba đó là vai trò và vị trí. Ok, bài hôm nay cũng rất là quan trọng nha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái khái niệm và phân loại. Vậy thì trước khi đi vào cái phần này thì anh hỏi khái niệm và phân loại. Theo các bạn thì trạng từ nó có những cái loại trạng từ nào? Thử dừng hình lại để mà trả lời cái câu hỏi này cứ ha. Trạng từ thì có những cái loại trạng từ nào ha? Chúng ta thường gặp thấy những cái trạng loại trạng từ nào? Ok, rồi sau khi mà các bạn đã thử trả lời cái câu hỏi này rồi thì các bạn có thể xem tiếp cái slide tiếp theo đây. Trạng từ thì chúng ta sẽ có những loại trạng từ sau: trạng từ chỉ cách thức này, trạng từ chỉ thời gian, trạng từ chỉ nơi chốn, trạng từ chỉ tần suất, cái này quen quá rồi ha, và trạng từ chỉ mức độ ha. Đấy, thì từng loại trạng từ này như thế nào thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng từng phần. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ tìm hiểu cái trạng từ chỉ cách thức ha. Ok, thực ra cái tên của nó cũng cho chúng ta biết được cái khái niệm rồi đó các bạn. Trạng từ chỉ cách thức là nó cho chúng ta biết được cái cách thức của hành động đó đó, tức là cho biết hành động nó diễn ra như thế nào, tức là cách thức của cái hành động đó đó. Rồi, anh lấy hai ví dụ này. Ví dụ như là he drives the car carefully. He drives the car carefully. Anh ta lái một chiếc xe cẩn thận. Động từ chính rõ ràng là cái từ drives rồi. Lái xe như thế nào đây? Lái xe với cách thức đó là cẩn thận, đúng không? Cái trạng từ này nó bổ nghĩa cho từ drives. Hoặc là ví dụ thứ hai đó là he speaks quietly. Anh ta nói chuyện rất là khẽ, nhỏ nhẹ đó, quietly. Vậy thì nói như thế nào đây? Nói một cách nhỏ nhẹ, nói một cách thì thào thôi, nhỏ nhẹ thôi. Ok, đó. Vậy có nghĩa là trạng từ chỉ cách thức, nó cho chúng ta biết được cái hành động nó diễn ra như thế nào. Và các bạn để ý thì thường thường trong cái cấu tạo của trạng từ chỉ cách thức thì nó có cái đuôi ly của nó này ha, thường thường là như vậy. Rồi, xong rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái trạng từ chỉ thời gian. Rồi tương tự thôi, trạng từ chỉ thời gian thì nó cho chúng ta biết được cái thời gian mà cái hành động đó diễn ra, hay là cho biết hành động đó diễn ra vào thời gian nào, thời điểm nào. Cho đơn giản thôi. Lấy ví dụ này. He will go to school tomorrow. Anh ta sẽ đến trường vào ngày mai, tức là hành động đến trường nó sẽ được diễn ra vào ngày mai đó. Hoặc là she graduated 4 years ago. Cô ta tốt nghiệp được 4 năm rồi, đúng không? Ago là trước đó. Rồi các bạn có thể xem một số những cái trạng từ chỉ thời gian này, như là today là hôm nay, tomorrow ngày mai, yesterday ngày hôm qua, ago trước đó, tuần tới next week, tháng tới next month, năm tới next year. Hoặc là cái trạng từ this morning. Rồi, anh highlight cái từ this morning, anh hỏi các bạn thử nha. Khi mà các bạn gặp cái trạng từ đó là this morning thì theo các bạn sẽ chọn cái thì nào? This morning có nghĩa là sáng nay, đúng không? Đấy, các bạn thử dừng hình lại, các bạn nghĩ rằng là các bạn sẽ chọn thì nào? Ok, rồi. Sau khi các bạn đã trả lời rồi thì anh sẽ giải thích ha. Sáng nay, ví dụ nha. Hồi sáng tao đi chợ. Hồi sáng tao đi xe buýt. Hồi sáng tao đi mua cuốn vở. Vậy có nghĩa là sự việc này nó như thế nào đấy? Nó xảy ra rồi, đúng không? Quá khứ, nhớ nha. Thấy this morning thì chọn quá khứ chứ bạn. Rồi, tương tự, một cái phần này cũng rất là đơn giản luôn. Đó là trạng từ chỉ nơi chốn. Trạng từ chỉ nơi chốn thì cho chúng ta biết được cái hành động nó diễn ra ở đâu thôi. Đúng, nơi chốn mà đó. Đó, ví dụ như là he will pick me up at the airport. Anh ta sẽ đón tôi tại cái sân bay. Tại sân bay có nghĩa nơi chốn của cái hành động là đón rồi, đúng không? Pick somebody up tức là đón đón ai ha. Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu một số những cái trạng từ chỉ nơi chốn như là upstairs là trên lầu này, downstairs là dưới lầu này, indoors trong nhà, outdoors ngoài trời, hoặc là at the office là trong văn phòng, đúng không? Cho đơn giản thôi.
Rồi, tiếp theo trạng từ tần suất. Cái trạng từ tần suất này thì chúng ta học nhiều nhiều lắm rồi, từ lớp 6 đến giờ rồi đúng không? Tần suất là số lần lặp lại, đúng không? Tần suất mà. À, vậy thì trạng từ chỉ tần suất là nó sẽ cho chúng ta biết được cái hành động đó được lặp lại bao nhiêu lần. À, ví dụ như là I always get up late at the weekend. Tôi luôn luôn là dậy trễ vào ngày cuối tuần, cứ tức là cứ đến ngày cuối tuần là tôi luôn luôn dậy trễ thôi. À, tức là cái tần suất này là nó là luôn luôn, đúng không? Đây, anh nhắc sơ thôi tại vì cái phần này nó dễ quá và nó đã được học từ cấp 3, cấp 2, cấp 3 giờ rồi. Always là luôn luôn này, usually là thường xuyên, often là thường thường, frequently nó cũng là thường thường, occasionally là thỉnh thoảng, sometimes thỉnh thoảng, never là không bao giờ, hardly ever là hiếm khi. À, những cái từ này thì chúng ta học nhiều rồi ha. Rồi và cuối cùng đó là một cái trạng từ chỉ mức độ. À, trạng từ chỉ mức độ là sao? Nó cho chúng ta biết được cái mức độ của cái tính chất của nó. Mức độ thì ở đây chúng ta sẽ có bốn cái mức độ đây. Mức độ tuyệt đối luôn ha. Absolutely tuyệt đối, completely tuyệt đối, entirely toàn bộ, fully toàn bộ. Và nhiều khi chúng ta có chấm 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 tức là vẫn còn nữa, ví dụ như từ totally chẳng hạn. Rồi một cách đáng kể này. Tăng một cái đáng kể, giảm một cái đáng kể ha. Một cái đáng kể có nghĩa là significantly này, một cái đáng kể này, drastically này, considerably, dramatically. Các bạn chú ý những cái cách phát âm các bạn học từ nhưng mà chú ý biết cách đọc của nó luôn thì chúng ta sẽ dễ nhớ hơn rất là nhiều ha. Significantly, drastically, considerably, dramatically, đáng kể. Thì những cái từ này nó thường đi với những cái từ tăng giảm, các bạn tăng một cái đáng kể, giảm một cái đáng kể. Vậy thì cái gì tăng được, cái gì giảm được? Doanh số bán hàng tăng được, sales, hoặc là lợi nhuận, profit. Rồi mức độ khá, mức độ tương đối này, từ relatively là khá, hoặc là quite khá, hoặc là mức độ ít đó là cái từ slightly. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua về cái cách thành lập. Cách thành lập của trạng từ. Trước khi coi cái sang cái video cái trang cái slide tiếp theo thì các bạn thử nhớ lại coi để mà có được trạng từ thì chúng ta làm gì. Rất là đơn giản thôi, đó là chúng ta thêm ly đằng sau tính từ, đúng không? Tính từ cộng ly thì ra trạng từ. Tính từ cộng ly thì bằng trạng từ. Tức là muốn có trạng từ thì chúng ta chỉ cần thêm đuôi ly ra vào đằng sau cái tính từ thôi. Vậy thì, rồi bây giờ anh có một cái câu ví dụ giả sử như trong đề thi số X các bạn gặp cái câu này. He received the trust completed, completing hoặc là completely. Thì sau này các bạn gặp thì đây là dạng câu hỏi về từ loại đó các bạn ha. Đây là thuộc về cái dạng câu hỏi từ loại. Thì sau này bây giờ chúng ta mới học ngữ pháp, chúng ta chưa làm đề thi số X thì anh chưa nói sâu, nhưng mà anh cũng sẽ nói sơ về cái dạng bài này. Đây. Câu hỏi từ loại là các bạn nhìn bốn đáp án này, bốn đáp án nó giống nhau hết, nó chỉ khác nhau cái đuôi thôi. Câu hỏi từ loại thì các bạn nhìn đằng trước, nhìn đằng sau một chút xíu. Nhìn đằng trước thì các bạn thấy là mạo từ the này. Mà hồi xưa chúng ta biết rồi, mạo từ the thì cộng với gì đây? Cụm danh từ đó không? Mà từ tờ cộng với cụm danh từ. Vậy có nghĩa là chấm 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 trust là cụm danh từ đó. Mà cái từ cuối cùng của cụm danh từ có nghĩa là cái chữ trust này là danh từ rồi. Trước bổ nghĩa cho danh từ thì chúng ta cần chọn cái gì đấy? Một cái tính từ nào đó, đúng không? Rồi, vậy có nghĩa là cái vị trí cần điền ở đây đó là một cái tính từ. Rồi, vậy thì các bạn hãy thử dừng hình lại, suy nghĩ trong vòng 5 giây coi là các bạn sẽ chọn đáp án nào nha. Rồi, ok. Sau khi các bạn đã chọn được đáp án của mình rồi thì anh sẽ giải thích. Khi nãy chúng ta đã nói với nhau rồi đúng không? Có được trạng từ thì chúng ta muốn có được trạng từ thì chúng ta chỉ việc thêm ly vào sau tính từ thôi. Ở đây mình cần một cái tính từ. Rồi bây giờ mình cần một cái tính từ ở đây mà trạng từ thì lại bằng tính từ cộng ly. Vậy suy ra thì sao đây? Suy ra tính từ sẽ bằng trạng từ trừ ly đi, đúng không? Đó, vậy thì có thể là mình không biết được cái từ nào là tính từ, nhưng mà ít nhất là chúng ta phải biết đó là cái từ completely là trạng từ, đúng không? Trạng từ là có từ có đuôi ly này, đúng không? Vậy thì mình sẽ chỉ việc bớt cái đuôi ly này đi và các bạn sẽ ra là câu A thôi, đúng không? Rất là đơn giản. Rồi. Vậy từ nay trở đi, nếu như là các bạn lỡ mà không biết cái từ vựng nào thì các bạn chỉ việc đó là lấy trạng từ trừ đuôi ly thì ra tính từ ha. Rồi, nhưng mà trong phần này thì các bạn sẽ cần chú ý một số những cái chú ý sau giúp anh. Thứ nhất đó là một số cái từ mặc dù nó có đuôi ly nhưng nó không phải là trạng từ đâu mà nó là tính từ ha. Ví dụ như những cái từ sau đây này. Friendly, chúng ta biết rồi đúng không? Friendly là thân thiện đó. Lovely là dễ thương. Ugly là xấu xí. Daily là hàng ngày. Weekly là hàng tuần. Yearly là hàng năm. Quarterly là hàng tháng. Elderly là già cả. Costly đó là đắt, timely là đúng giờ và likely là rất có thể, chấm chấm chấm, tức là vẫn còn một số từ nữa.
những cái từ này nó là tính từ nhá, chứ không phải là trạng từ mặc dù nó có cái đuôi ly. Đó, đó là cái ghi chú thứ nhất. Cái ghi chú thứ hai đó là một số từ nó vừa là trạng từ, nó vừa là tính từ luôn. Một số từ như là từ hard, late, high, low, fast, long, far, chấm chấm chấm. Thì ở đây anh lấy hai cái từ ra trong cái dãy này để làm ví dụ cho các bạn, để các bạn dễ hiểu. Cái từ hard thì từ hard có nghĩa là gì? Hard có nghĩa là khó hoặc là cứng, cái gì đó bài tập khó hoặc là cái vật gì nó cứng quá, đúng không? Đây. Thì ở đây các bạn thấy nè. This lesson is hard. Cái bài tập này thì nó khó. Vậy cái từ khó này nó bổ nghĩa cho cái gì đấy? À, nó bổ nghĩa cho từ lesson. Bổ nghĩa cho danh từ thì chúng ta cần tính từ, đúng không? Đây, tính từ. Hoặc là xét về vị trí cũng vậy, thì tính từ nó đứng sau động từ to be, đứng sau động từ đặc biệt này. Còn câu thứ hai này, he works very hard. Anh ta làm việc rất là siêng năng. Động từ chính ở đây là từ làm việc, đúng không? Works. Làm việc như thế nào đây? Làm việc siêng năng. Vậy có nghĩa là cái từ hard này nó bổ nghĩa cho từ works. À, vậy là bổ nghĩa cho động từ, works là nó là động từ mà. Bổ nghĩa cho động từ thì chúng ta cần trạng từ. Đó, có nghĩa là gì đây? Trong câu trên thì từ hard nó lại là tính từ, mà trong câu dưới thì từ hard nó lại là trạng từ. Chú ý cho bạn nha. Rồi, lấy thêm một cái ví dụ nữa. Từ late, thì late có nghĩa là gì đây? Trễ. Rồi, nhìn cái ví dụ này. He had a late meal. Anh ta ăn sáng trễ. Vậy cái từ từ late này này, nó nằm trong cái cụm danh từ đó là a late meal. Đó không? Nó nằm trong cụm danh từ thì chắc chắn rồi, từ late này nó sẽ bổ nghĩa cho từ meal. Bữa ăn này nó như thế nào đây? Bữa ăn này nó trễ. À, tính từ bổ nghĩa cho danh từ. Trong trường hợp này nó là tính từ ha, từ late này nó là tính từ. Còn trường hợp thứ hai đó là gì đây? He often comes to class late. Anh ta thường xuyên là đi học trễ. Đi học như thế nào đây? Comes to class là đi học. Đi học như thế nào? Đi học trễ. Vậy có nghĩa là cái từ late này nó bổ nghĩa cho từ đi học. Bổ nghĩa cho động từ thì chúng ta cần chọn là trạng từ. Đó, hiểu ha? Đó, những cái từ này nó vừa là tính từ vừa là trạng từ luôn. Nhớ nha. Rồi, ok. Thế là cái bài học ngày hôm nay đã xong rồi. Đây là những cái kiến thức mà thực ra trong đề thi TOEIC ít ngữ pháp đó các bạn. Các bạn toàn là phải hiểu nghĩa, phải dịch không. Và cái việc đó thì trên lớp anh cung cấp cho các bạn về cái việc đó là dịch báo rồi. Rồi, ok. Chào tạm biệt các bạn.